Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để xử lý đất bị ảnh hưởng do mưa. Đất nó bị nén chặt, nó không thoát nước, nó làm cho cây phát triển èo ọt, phát triển rất là chậm, hoặc là rễ nó bị úng thối, nó không có đâm sâu, không có phát triển cái rễ non, rễ trắng thì làm kém năng suất. Thì đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị là tro trấu. Cái tro trấu với lại thường thường là bên mình sử dụng cái tro trấu trộn với lại trấu tươi này. Cái tỷ lệ thì cái vỏ trấu tươi thì nó cũng ít thôi chứ không cần phải nhiều. Quan trọng là cái này nó phải xốp. Mình mua mà các bạn mua ở bên những cái tiệm bên ngoài thì nó bán cái này khá là nhiều. Có chỗ thì nó bán là cái tro trấu không, có chỗ thì nó trộn ít sơ dừa này, nhưng mà lựa cái nào mà cái sơ dừa nó ít thôi, đừng có để lấy sơ dừa nhiều, bởi vì cái sơ dừa nó làm cho cái đất mình nó thêm chặt hơn, thêm giữ nước hơn. Đó. Gặp những cái như cái này nè, mình bỏ ra mình đừng có xài tới, mình chỉ sử dụng cái nào có thành phần là cái tro trấu hoặc là cái vỏ trấu tươi, với vỏ trấu tươi đó, nó nhiều hoặc là không có cái sơ dừa luôn càng tốt. Cái này mình mua trúng cái bao nó có ít sơ dừa rồi nhưng mà cũng không sao. Tro trấu mà phải khô như vậy thì càng tốt nè. Đó. Sau đó là mọi người đó là phả đều ra. Thì cái ô của mình ở đây là nó khoảng 2 mét vuông. Thì mình sử dụng là khoảng 1,5 bao tro. Thì đó là cái tỷ lệ mà mình để ý ở cái vườn này nó sẽ cần tới. Ở những cái ô khác mình đã sử dụng rồi đó. Còn phả đều ra, phả đều ra hết. Đây, sau khi phá đều là như thế này, sau đó là các bạn lấy cái bay hoặc là cái xẻng của các bạn đó, xới lên, xới cho nó đều cái hỗn hợp này lên. Chú ý là phải xới cho tới đáy chậu nha, tại vì không có để lại một chút gì của cái thành phần đất cũ hết, bạn xới tới đáy chậu luôn, cái thành chậu cũng xới hết. Tất cả những cái hỗn hợp này phải đều hết nha. Thì đây là cái ô đất mà mình mới xử lý xong, mới xới lên. Thì các bạn thấy thì cái giá thể nó hoàn toàn khác với lại ban đầu. Ban đầu thì nó rất là cứng chặt, giống như bên đây. Bên đây là cái giá thể ban đầu đây, đắng xuống không được luôn. Còn bên đây nè thì nó mới xới lên nó rất là xốp, có phải như là bây giờ mình cầm nó đất này, đất nó rất là tơi, cầm đến một bàn bóp nhẹ thì nó rất là tơi ra hết. Đây là cái cục đất ban đầu mình vừa lại mình sẽ sánh này, này. Nó nhìn nó bóp cái này nước nhiễu này, bóp lại nhìn như giống cục này. Đấy là cái đất nào mà không là chỉ tiêu á thì các bạn cứ cần cầm xong nhấn lên, nó thấy nó nước, thứ nhất là nước nó rỉ ra khá là nhiều như vậy thì là đất nó đang bị ẩm, mà buông ra thì nó vẫn cầm cục như vậy là đất nó đang bị rất là chặt, đang có độ xốp nó không được tốt cho cây. Thì khi mà trộn tro trấu vô thì các bạn cứ nhìn này, mình bóp xong nó vẫn tơi ra, nó không phải nhiều. Cái này thì vẫn có thể là bổ sung thêm tro trấu một ít nữa thì nó sẽ ok hơn. Đó. Đây là như cái đất mình đã vừa trộn xong cái tro trấu thì mình sẽ bổ sung thêm phân, bên mình sử dụng phân trùng quế, xong đó là rải sơ trên mặt. Các bạn có thể trộn sơ trên mặt sau đó là gieo hạt, hoặc là đối với những cái đất nào mà lâu ngày rồi thì có thể gieo hạt được liền, còn đối với những cái ô mà mới thu hoạch thì các bạn có thể để vài ngày sau đó là bổ sung thêm trùng quế rồi gieo hạt hoặc là trồng thêm cái con. Thì đó là một ít kinh nghiệm về xử lý đất bị vón chặt của bên mình. Cảm ơn mọi người đã xem.